Xin chào tất cả các bạn nhỏ, lại là cô Hiền đây. Và ngày hôm nay cô Hiền sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện về chủ đề giao thông nhé. Câu chuyện xe lô và xe ca. Trên đường có hai chiếc xe di chuyển. Một là chiếc xe lô có dáng hình thô kệch và di chuyển chậm rãi trên đường. Còn một chiếc xe ca có dáng hình thon gọn và di chuyển rất nhanh. Xe lô cứ di chuyển chậm mãi. Xe ca nhìn thấy thế liền nói với xe lô: "Này xe lô ơi, cậu đi chậm như rùa ấy, nhìn tớ thế này." Thế rồi xe ca tăng tốc lao về phía trước và vượt lên trên cả xe lô. Xe ca cười rất hả hê, còn xe lô thì cứ chậm rãi từng chút một ở phía sau. Xe ca liền nói: "Cậu thấy chưa, tớ đi nhanh như thế cơ mà." Xe lô cứ thế đi chậm rãi ở phía sau, còn xe ca cứ lao rất nhanh. Thế rồi xe ca không để ý đường, bỗng nhiên đi vào một đoạn đường gồ ghề có nhiều đá và bánh xe của xe ca đã bị kẹt ở đấy. Xe ca liền nói: "Tại sao lại có một đoạn đường không thể đi được thế này?" Thế rồi xe lô chậm chạp tiến lại gần xe ca. Và xe lô cứ thế lăn qua lăn lại. Một lúc sau, con đường gồ ghề đã trở thành một con đường bằng phẳng và xe lô cùng với xe ca tiếp tục di chuyển trên đường. Sau khi thấy được việc làm tốt của xe lô, xe ca liền nói với xe lô: "Tớ xin lỗi cậu vì trước đó đã nói những lời chế giễu cậu. Tớ cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ và mọi người có được con đường bằng phẳng để đi." Từ đó trở đi, xe ca và xe lô trở thành một đôi bạn rất thân thiết và xe ca không nói những lời chế giễu xe lô nữa. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi.